Rồi, cái này, cái máy này thì nó khác khác bên kia chút là cái nút like bên đây nằm bên phải chứ không phải nằm bên trái. Nút like bấm đầu tiên đèn tự đổi màu. Nút mid bấm đầu tiên máy phun liên tục, còn cái nút mid bên kia em bấm đầu tiên là máy phun 1 tiếng. Cái này nó khác tại vì nó có số dưới đây nè. Bấm cái nữa là 10 giây ngắt, 10 giây phun. Bấm một cái nữa là phun 2 tiếng đồng hồ ngắt. Nó có số dưới đây nè, nó chạy theo nha. Bấm cái nữa là 4 tiếng. Bấm cái nữa tắt máy. Này là hướng dẫn remote luôn. On off và tắt mở. Mở máy, đèn, hẹn giờ, phun liên tục. Test gì được nha. Cốc của máy bí á. Máy chủ trong này, máy nhỏ này không có cốc. Cái này có bí không không ạ? Ừ.